Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi tìm hiểu luật đất đai do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động đã được triển khai sâu rộng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi có ý nghĩa thiết thực cho công tác tuyên truyền nội dung của luật đất đai, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật cũng như phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm quy định của bộ luật này. Sau đây là ghi nhận từ cuộc thi tìm hiểu luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Ngày 18 tháng 6 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu luật đất đai năm 2014. Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của luật đất đai năm 2013 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về quản lý và sử dụng đất, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể cho công tác quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, kỷ cương theo đúng quy định của pháp luật. Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân tỉnh Vĩnh Phúc từ 14 tuổi trở lên. Bài dự thi gồm 9 câu hỏi liên quan đến các quy định của luật. Để triển khai cuộc thi đạt hiệu quả và kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến các quy định của luật đất đai, cơ quan thường trực của cuộc thi là Sở Tư pháp đã biên soạn bộ câu hỏi đề cương gợi ý trả lời gửi các cơ quan huyện, thị, thành tham khảo. Công tác tuyên truyền về tiến độ cuộc thi được triển khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Loa Truyền thanh, Bản tin sinh hoạt khu dân cư. Nhiều đơn vị đã tổ chức triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ tại đơn vị bằng nhiều hình thức. Cuộc thi đã được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia. Ở cấp tỉnh, sau khi kết thúc thời hạn nộp bài, có 44 trên 50 cơ quan có bài tham gia cuộc thi. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cuộc thi đã nhận được 4.445 bài dự thi. Nhiều sở ban ngành đã vận động được 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi. Điển hình là các cơ quan có phòng pháp chế như Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính. Các đơn vị có nhiều bài dự thi như Sở Y tế có 1.485 bài, Công an tỉnh 360 bài, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 379 bài. Một số đơn vị có nhiều bài chất lượng, trong đó có bài đạt giải như Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều bài dự thi có đầu tư, nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, có liên hệ thực tế, hình ảnh minh họa, trình bày khoa học logic. Một số bài dự thi đã sưu tầm các chế độ về đất đai qua các thời kỳ, các báo cáo có số liệu minh họa cụ thể về tình hình thực hiện luật đất đai trên địa bàn cả nước và ở tỉnh, nêu rõ quan điểm của mình qua từng nội dung và có liên hệ thực tế thi hành pháp luật về đất đai trong thời gian vừa qua. Ở cấp huyện, sau khi kết thúc thời hạn nộp bài theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo cuộc thi cấp tỉnh, các huyện thành thị nhận được trên 225.000 bài dự thi. Các huyện có số lượng bài dự thi lớn như Vĩnh Tường gần 61.000 bài, Phúc Yên trên 62.000 bài, Bình Xuyên trên 36.000 bài. Các huyện thành thị đã tổ chức chấm bài và lựa chọn được 200 bài dự thi có chất lượng gửi về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh. 100% các huyện đã tổ chức tổng kết, trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt giải tại địa phương. Một số huyện có nhiều bài chất lượng được vào vòng chung khảo như Vĩnh Tường, Lập Thạch, Bình Xuyên. Tại huyện Lập Thạch, sau hơn một tháng phát động cuộc thi, đã có 35 cơ quan đơn vị trường học tham dự với tổng số trên 15.500 bài. Ngay từ công tác triển khai chỉ đạo thực hiện cuộc thi, đã được Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch thực hiện khẩn trương và nghiêm túc. Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch đã chỉ đạo thành lập từ ban chỉ đạo của huyện cho đến cơ sở và phân công phân nhiệm triển khai kế hoạch một cách đầy đủ đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham gia hưởng ứng cuộc thi. Cho đến thời điểm này thì huyện Lập Thạch đã kết thúc cuộc thi và đã thu được cái kết quả rất tích cực. Chất lượng bài dự thi của huyện Lập Thạch so với các năm trước có đầu tư hơn. Các bài thi vào vòng chấm chung khảo điểm đạt cao, đáp ứng với yêu cầu tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt năm nay có nhiều bài viết tay rất công phu, sưu tầm nhiều tranh ảnh, phân tích và có trình bày bài dự thi rất khoa học. Cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo người cao tuổi và các em học sinh trên địa bàn huyện. Trong đó có nhiều bài được đầu tư nghiên cứu, trình bày sinh động, sáng tạo. Tôi là cán bộ hưu
cũng rất say mê đến cuộc thi, cho nên tôi đã tích cực tham gia bằng phương pháp là nghiên cứu tài liệu, sau còn phải đi sưu tầm, đi hỏi han tham khảo các cơ quan, các anh có kinh nghiệm. Đặc biệt là thi luật đất đai, vì luật đất đai là nó sát sườn với người dân. Tại huyện Vĩnh Tường, một trong những đơn vị có số lượng bài dự thi cao nhất, công tác tuyên truyền phổ biến về cuộc thi được đặc biệt coi trọng, và đây là yếu tố tạo ra hiệu quả và sức lan tỏa của cuộc thi. Sau khi nhận được cái kế hoạch về triển khai cuộc thi tìm hiểu về pháp luật đất đai của Ủy ban dân huyện, thì ngành giáo dục đào tạo Vĩnh Tường đã triển khai quán triệt tới 100% số cơ sở giáo dục trong huyện về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, đồng thời đã yêu cầu hiệu trưởng, ban giám hiệu các nhà trường quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường mình tham gia viết bài dự thi. Nhờ có sự quán triệt, chỉ đạo sâu sát, kết quả của cuộc thi đã được huyện đánh giá cao. Cụ thể, toàn ngành giáo dục đã có 15.101 bài dự thi, chiếm 1/4 tổng số bài dự thi của toàn huyện. Và trong đó có những bài thi đặc biệt xuất sắc như là bài thi của thầy Minh, cô Huyền ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Giang. Nhìn chung, chất lượng bài thi cơ bản tốt, các bài thi vào vòng chấm chung khảo điểm đạt cao. Các bài thi đạt giải đều đạt từ 80 điểm trở lên, đáp ứng với yêu cầu tuyên truyền pháp luật. Trong đó, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân đã tham gia tâm huyết, đầu tư thời gian, công sức để nghiên cứu, sưu tầm nhiều tài liệu tranh ảnh phong phú để minh họa cho các nội dung thi. Thời gian phát động cuộc thi tuy ngắn, song tạo được sức lan tỏa sâu rộng, được đông đảo quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Khi tham gia cuộc thi pháp luật về đất đai thì tôi thấy rằng là sự hiểu biết của mình không chỉ có ích cho bản thân và gia đình, mà sự hiểu biết của mình còn có ích cho với các em học sinh. Khi chúng tôi tham gia cuộc thi và tìm hiểu những cái văn bản liên quan đến luật đất đai thì những cái nhận thức của chúng tôi, những hiểu biết của chúng tôi không chỉ giúp cho mình mà qua đó chúng tôi còn truyền đạt tới các em học sinh. Từ đó, từ các em học sinh thì sự hiểu biết của các em có thể truyền đạt tới gia đình mình và cộng đồng. Chính vì vậy mà pháp luật về đất đai đi vào cuộc sống một cách dễ hiểu, đơn giản và nó mang lại những cái lợi ích thiết thực. Cuộc thi là một kênh tuyên truyền phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của luật đất đai đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của các ngành các cấp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các quy định của luật đất đai. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất tập thể, 1 giải nhất cá nhân, 3 giải nhì tập thể, 3 giải nhì cá nhân, 5 giải ba và 51 giải khuyến khích cho các cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi.